Hôm nay mình sẽ cùng các bạn mở hộp cái DRX của con Radio Link R9DS này. Cái này là mình mua của đây, của shop máy bay RC của bác Trọng Hoạt này. Đó. Thì tại bây giờ là mình sẽ chuyển sang dùng cái tay AT9S này. Mình không dùng i6 nữa, i6 mình bán rồi. Đó, nên là mình phải mua thêm DRX để mà chơi. Mình chơi phải hai ba máy bay cơ. Đó, tại tay này thì thấy mọi người đánh giá là sẽ ngon hơn này, gimbal ngon hơn này. Nhiều kênh hơn, con này tận 12 kênh cơ. Sóng xếp cũng ok, nên là mình đã lấy thêm con này. Mình sẽ cùng các bạn mở hộp nó ra. Con này mình mua là áp mã giảm giá, mấy hôm nay Shopee có nhiều mã, còn có 265 thôi. Rất là rẻ. Và mình cũng đang mua con gì, con sạc V6 neo ấy để mà review với các bạn. Mình sẽ mua con khác màu đẹp hơn. Mua bản giới hạn limited đấy. Em đang đợi hàng về để mà review cho bạn xem. Mình dùng thử con hôm trước thì thấy rất là cũng khá là ngon rồi, con bé xíu và nó dùng được nguồn điện thoại rất là tiện. Đây là DRX của chúng ta này, Radio Link R9DS này. Đó. Đây mình được có một con, mình được một anh cho này. Thì con này là nó V1.7, này V2.0 này, đời mới hơn này. Con này mình thay dầu rồi, con này là vẫn mới nguyên đó. Đây, cái vỏ nó Radio Link này. Nhìn sơ qua con này không thấy có tem bảo hành gì cả. Con số 19/12/09 này. Đây, nhìn linh kiện này vẫn còn mới này. Nó, rồi sẽ test thử thôi. Trước tiên là chúng ta sẽ phải pin nó ở cái tế này. Hình như là chúng ta cứ tắt tế này, cắm tế, cắm XC vào, bật đấy lên này, xong nhấn giữ nút pin ở đây sao này. Đây giữ nút pin này này. Đó, nó bắt đầu đang tìm rưới, à tìm tế này. Sau đó là nó đang nháy mà tìm tế này, bạn sẽ bật tay tế lên là được. Nó đã kết nối với nhau rồi. Pin rất đơn giản thôi. Giờ mình sẽ ga thử này. Này, con này cũng có khóa ga linh tinh để cho cao lên. Khóa ga các kiện này, bật khóa ga này, chạy này. Đấy, đây là kênh 3, mình khóa ga chắc này. Mình tiếp tiếp tất cả các kênh còn lại luôn. Mình sẽ cắm tất cả đống servo mình đang có vào. Kênh 2 này. Này mấy con nó cháy, mình chả biết con nào cháy nữa. Kênh 1 này. Đó, hai này là vẫn chạy được này. Con này là chưa mix airborne với nhau ấy, nên là nó sẽ lái độc lập như này này. Đó, 1, 2 này. 4 này. 4 là cái này. Đó, ok này. 5, 6. Năm sáu kênh năm hình như là kênh này đó, đúng không? Kênh sáu là mình để kênh này. 7, 8 là kênh nào ta? Mình xem lại mình nhớ được, mình biết được. Đây, 7, 8 là VRC, VRB này. VR đây. Đây đâu? Cái nào ta? VRC, VRB. À, cái này nó chỉ có VRA, VRB thôi. Cái bài sẽ đổi lại thành VRA. Đó. VRA này, VRB này. Còn kênh cuối cùng là kênh 9. Tại đấy này nó 9 kênh thôi. Nhưng sao đây nó ghi 10 ta? Chưa hiểu lắm. Một cái này không ta? Không sai, chết quay. Kênh này coi như là kênh 9 à. Kênh 9 là SWE. Đây đây, ở đây đúng rồi, bắt đúng. Kênh 9 đây này. Còn cái này có kênh 10 không? Kênh không có kênh 10 đâu, 9 kênh đấy đâu. Còn cái này là để cắm cái gì ấy? Cái này chân dương âm này.
Con này mới thì chắc chả phải lo lắng gì rồi, để sóng sánh thì nó. Với con này có cái hay là nó báo tín hiệu sóng ở đây này, mà trước mình mới biết. Thì khi nào bay nếu mà nó sóng nó yếu nó sẽ báo kêu tít tít về, mình sẽ cho quay đầu lại thôi, cho về vùng sóng khỏe để mà chơi. Đây, xe hôm nay chỉ có vậy thôi. Vậy là hôm nay mình đã cùng một phần trong bạn cái tay rồi à, cái con RX9DS này để mà bay với con AT9S này của mình này. Giờ mình sẽ đổi sang chơi RX này. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một nút like và nút đăng ký kênh. Chào các bạn.